gia đình được ví như tế bào của xã hội thì phụ nữ được xem là hạt nhân của tế bào. Vì vậy, để tìm hiểu về sự thay đổi trong đời sống sinh hoạt từ xưa đến nay, chúng mình đã có mặt tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Hãy cùng chúng mình khám phá nhé! Bảo tàng như một cuốn tạp chí sống động, tái hiện sinh động muôn mặt đời sống của người phụ nữ Việt Nam. Bảo tàng trưng bày của bảo tàng là một câu chuyện cuộc đời của người phụ nữ xưa và nay với bố cục chặt chẽ và hấp dẫn. Hình ảnh ngôi nhà dưới đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ hiện lên thật mộc mạc, giản dị nhưng không kém phần đầy đủ, tiện nghi. Bên cạnh đó, ta còn được tìm hiểu về những hoạt động sản xuất như trồng trọt, săn bắt, hái lượm, may mặc và nuôi dạy con cái. Với hơn 1.000 hiện vật đã cho thấy rõ sự tần tảo, chịu thương, chịu khó của người phụ nữ thời xưa. Cánh hàng rong chính là hình ảnh tần tảo của người phụ nữ Việt Nam. Trên đôi vai gầy guộc ấy là đòn gánh của sự gian truân đối với con, với chồng. Cùng với tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống của mỗi dân tộc luôn chứa đựng những giá trị văn hóa đặc trưng. Nghệ thuật tạo hoa văn thể hiện trên những bộ trang phục độc đáo với các kỹ thuật đặc trưng của từng nền văn hóa. Người phụ nữ trong lịch sử, khi đất nước có chiến tranh, họ cũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh và hết lòng phụng sự cho Tổ quốc. Họ cũng không ngần ngại khó khăn, thử thách để trở thành hậu phương vững chắc cho người chồng, người con đang chiến đấu nơi tiền tuyến. Trong thời bình ngày nay, phụ nữ không còn chiến đấu, nhưng những việc tế gia nội trợ vẫn được giữ cho tới hiện tại. Cùng với đó, chị em còn chủ động trau dồi tri thức. Tất cả cho thấy sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thì những người phụ nữ đều xứng đáng được tôn trọng và yêu thương.